người ta đang hạnh phúc gia đình như thế, yêu nhau 4 năm rồi, giờ em lại phá hoại người ta. Được cái gì đâu, giờ em được cái gì không? Em có hỗ trợ ở đây, em hiểu không? Hỗ trợ cái gì ở đây mà hỗ trợ? Anh làm thế giới anh đi lệnh vô xong rồi anh đánh em à? Anh đánh mày cho mày tỉnh ra, cho mày biết. Trong này nó này, giờ nó không nghe lời này. Cái nó này về cải tạo cái chế độ này. Tao mồm anh ạ. Này, mày đến tao lôi mày về nhà tao, tao lôi mày về Phạm Tư để mày xin lỗi bố Phạm Tư. Mặt nó bảo là tao bầu mày. À, em gọi nó đây nói chuyện này, giờ nó bướng này, nó bảo nó thích thì nó đi tù này. Bây giờ anh mày khuyên mày mà có nghe không? Nó không nghe, đéo cần anh ạ. Mà tại sao hôm đấy tao dẫn mày về mà để mày xin lỗi? Cũng như là mày nói thực sự với bố Bạn Tư mà mày nói kiểu khác hoặc là tao nghe khác hả? Chứ mày nói mày phải bắt em tao. Tại sao nó như thế? Hả? Bố mày đi lên bố giả vả cho giờ. Anh xuống đây anh bảo. Thôi dừng đây. Xuống đây anh bảo anh nói chuyện mày một tí. Sao hôm qua mà thằng kia dẫn em về sao để nói chuyện với bố mẹ con Thư sao em lại nói tí thế? Nó mà mọi người đã biết hết em có không có bầu rồi sao em lại nói với bố con Thư là em không có bầu? Em có được, em không được con Thư không bao giờ nó có được đâu. Còn em phá cái cùng thôi, còn chính em ấy là người giả vờ nói là giả vờ có bầu đấy. Mày càng làm thế người ta càng ghét mày thôi. Mà có được cái tích sự gì đâu. Chú bác sĩ này. Này, em là mua chỗ bác sĩ đi. Rồi ấy, đến lúc các thằng Kiên mấy con Thư nó biết hết rồi ấy, thì nó kiện em lên tù hết, đi tù hết rồi. Kể cả mày ấy, cả bác sĩ mày lên tù đấy. Hả? À, mày tưởng mày làm thế mà đáng nó vừa phải phải thôi. Anh trai em, anh không bênh em, giờ anh đi bênh nó. Bây giờ anh là bạn của thằng Kiên, anh bạn phải bênh thằng Kiên. Anh là bạn nó nhưng mà anh là anh trai của em. Nhưng mà anh không chấp nhận em làm sai được, em hiểu không? Cái bầu là không có bầu thì em nói thẳng không có bầu đấy để mọi người tha thứ. Đúng rồi. Bây giờ ấy, để cho thằng Kiên bị đồn lên, mất hết tên danh tiếng của nó. Nào người ta cứ ồ đồn ầm lên, nó đang yêu con này thì có tha con kia mày, thế được không? Ai bảo nó yêu con Thư làm gì bây giờ con... Giờ ấy. Sao mày từ đâu mà chu ra mày lại yêu anh Kiên cho mày, là mày còn nói thế? Hả? Người ta đang hạnh phúc với nhau mày ghét à? Giờ em không có được hạnh phúc ấy thì con Thư cũng không có được hạnh phúc đâu. Em phá tới tình luôn. Em vừa thôi, người ta đang hạnh phúc gia đình như thế, yêu nhau 4 năm rồi. Giờ em lại phá hoại người ta. Được cái gì đâu, giờ em được cái gì không? Hả? Bây giờ mày thấy không? Bây giờ mày lộ hết ra ôi, rồi. Em ghét nó, em phá nó không hạnh phúc là em thấy vui rồi. Em thấy vui, cho mọi người có thấy vui không? Mọi người thấy ghét mày đi. Mọi người càng ngày càng ghét em đi. Anh bảo rồi. Anh đánh trai em thì bênh em rồi, anh bênh loại nó à? Bênh gì loại mày? Rồi, người ta bênh cái đúng. Bênh em một nữa, em làm sai, em phải chịu hậu quả thôi. Giờ anh không thể gánh hậu quả cho em được. Này, nó cho anh được cái gì không mà anh phải đi bênh người ngoài, đi bênh chúng ngoài thế. Mà người nhà thì anh ấy không bênh. Bây giờ anh biết nhận anh cái sai của anh rồi, anh không thể bênh em nữa rồi. Người nhà thì loại mày, có loại mày thế anh mày đi vào tù đấy. Tất cả vì mày mà vào thăm anh mày chứ nào không? Tao thích chưa nói đây. Bọn em thì có hỗ trợ ở đây, em hiểu không? Hỗ trợ cái gì ở đây mà hỗ trợ? Anh làm thế giờ đi, anh đi bênh vô xong rồi anh đánh em à? Anh đánh mày cho mày tỉnh ra, cho mày biết. Mày làm người ta mất danh tiếng như thế. Rồi mày đừng có chịu trách nhiệm hết rồi. Không có chịu trách nhiệm thì ai chịu? Hả? Về mày nói luôn kiểu bố mẹ mày biết. Anh ta cho cái này thì em nhớ nhá. Thì về rồi ấy, về nhà mà nghĩ lại đi rồi sang xin lỗi em bố mẹ con Thư đi. Em không cần xin lỗi. Mày đã làm sao mà cho mồm mày á? Hả? Về mà xin lỗi con Thư với bố con Thư đi, nói lại cho mọi chuyện nó đúng đi. Còn đây em đã ghét nói em không có được anh không, nó không bao giờ nó có được đâu. Còn anh đứng mà cái kiểu mà nó cho biết nó nói gì nó bỏ rồi thì còn anh tới anh nghe nó làm cái gì? Anh nghe bây giờ ấy, anh tin cãi rồi. Anh một người tốt rồi, không muốn dây dưa gì nữa, hiểu không? Này, anh bênh thì nhà anh là xong rồi. Tao nói mày biết này, kể cả bây giờ làm mọi cách cũng đéo bao giờ phá được hạnh phúc của anh kia ở chị Thư đâu. Đố mày làm gì được đấy, hả? Phá không, tao ghét nó, tao phá tới cùng luôn. Mày cứ làm gì làm đi. Bây giờ ấy, em đã phá hoại người ta rồi. Anh đừng có kiểu đấy, giờ anh đi bệnh nó xong rồi anh về đi, anh chửi em xong rồi đánh em rồi. Anh cũng nói với em rồi, hãy gọi là về làm cái tốt đi, thì không muốn cứ thích làm người xấu để làm gì. Người xấu gì? Em thấy em phá hoại người ta như thế em biết bao nhiêu lần rồi. Đến anh đến lúc anh đi tù hay là làm gì thì em không biết anh đã đi đâu mà em không hỏi than với anh một câu. Lúc này ở trong đấy thì em không hỏi thăm kiểu gì. Em hỏi thăm đâu, thì anh về nhà em cũng không biết thì em hỏi thăm gì. Mày hôm qua ấy, thật Kiên đưa mày ấy, gặp bố con Tư ấy để mà mày xin lỗi tại sao mày làm như thế à? Mày muốn đi tù à? Tao kéo thì thế đây, đéo thì mày xin lỗi. Mày không phải lên cho bố nó cái ấy để mà nhận hoa hồng vì không muốn à, để cho mọi người đứng khỏi ghét em à? Tao cố tình làm thế để cho thằng Kiên với con Thư chia tay nhau đấy. Còn mẹ anh em đéo gì mà
mẹ đi bênh chúng nó mà mẹ em mình kéo bênh. Mày có gốn đạn nó vừa vai phải thôi. Mày nói chuyện mày nữa, đi về. Mày quay lại đây mày nói chuyện, không có tao gọi cho bố mẹ cho mày biết cái mặt của mày luôn. Rồi lúc mày đi tù rồi mày mới khóc nhá. Cho bố mẹ cho mày biết luôn. Tao kể hết mọi chuyện cho mày biết. Chắc. Rồi mày cứ cho mồm ở đây đi. Mày đừng có ngược cớ nữa, anh đã biết mày rồi. Này. Đừng có làm như thế nữa rồi. Mày thích bênh nữa, mày về đấy mà nói chuyện với nó mà đã thích cơ bố nó hiểu ấy, còn tao không nói chuyện gì hết ấy. Mày ở đây mày nói chuyện với anh cho đồng hoàng. Có tao gọi cho bố mẹ về về mày biết rồi ấy. Mẹ à. Làm như thế. Cái loại người đéo ở đâu mà. Mày quay lại đây. Nói chuyện đồng hoàng. Chuyện gì? Giờ mày bênh nó đúng không? Bênh nó thì về đấy mà nói chuyện với bố nó đã thích cho còn giờ bây giờ tao bênh nó đấy, còn mày tao là mày sẽ chịu hậu quả thôi. Tao chịu mày có phải chịu không? Bây giờ mày thích bênh nó đúng không? Bênh nó thì về em nói chuyện bố nó ạ nhá. Còn đừng bảo tao nữa. Cũng tại vì mày đấy, bây giờ mày suy nghĩ lại đi. Cũng chỉ vì mày thôi đấy con à. Mày suy nghĩ lại mà là hành nương đi. Mẹ vì mày đấy. Mà anh kia bảo chị Thư khổ đấy. Không suy nghĩ lại đâu. Mẹ vì mày mà anh kia bảo chị Thư đau chịu khổ đấy. Mày không biết mà đi ra xin lỗi đồng hoàng vào. Đến lúc mẹ mày đến công an mày mới kêu. Nói chuyện gì? Mày đừng có hỗn xưởng như thế mày hiểu không? Bây giờ mày bênh người ngoài mày. Mày anh kiên tao vẫn chưa cho mày lên công an là mày bay rồi đấy. Mày đừng có ở đây mày to mồm. Cái loại sai như mày nữa đâu. Cũng mặt chó của mày bây giờ nó khác rồi. Mày đã bộ mặt giả tạo mày đi quần đút lót của bác sĩ á, lấy cái giấy tờ giả á. Hả? Tao sẽ đút lót bác sĩ đây. Rồi mày cứ đợi đấy là cả hàng bác sĩ của mày đấy. Mày xem nó này mà có làm được ở đấy bao lâu đâu nữa. Nhá. Mày không sợ thì sẽ có người coi mày sợ. Đừng bảo không sợ. Bọn nó chia tay nhau, bọn nó cãi nhau ấy. Em thấy pháo này. Vì mày, vì ai? Ờ đúng rồi. Nhà ta nó là tại Phúc mà. Ừ. Đừng có hạnh phúc, đừng có như trước mắt như thế. Em nói vừa phải phải thôi. Sao mày hạnh phúc bao lâu? Nó nói chuyện thế này. Đấy, thích thì giải thích mày. Nên mà giải thích bố nó đấy. Còn đừng có nói chuyện gì nữa. Anh không phải giải thích với mày luôn. Mày con Nhung mày. Ô lô. Con Nhung này, nó này. Giờ nó không nghe lời này. Em kết nối này về cải tạo quy chế. Ô to mồm anh ạ. Này, mày đến tao lôi mày về nhà tao, tao lôi mày về nhà Phạm Tư để mày xin lỗi bố Phạm Tư. Mặt nó bảo là tao bầu mày. Này, em gọi nó đây nói chuyện này, giờ nó vướng này, nó bảo là thích thì nó đi tù này. Bây giờ anh mày khuyên mày mà có nghe không? Nó không nghe, nó đéo cần anh ạ. Bây giờ mọi chuyện đã nói thẳng như tao bảo với mày ở ngoài đường, mày bảo là vâng, để em về em xin lỗi. Xong vào một cái, mày bảo với tao là mà kiểu khác, mày lần mặt kiểu gì ấy. Hả? Dạ. Mày bắt tao nói làm gì? Mày nói thì bố mẹ Thư mới tin được chưa? Chính mày là người gây ra đấy con ạ. Em là người gây ra thì em phải giải thích cho mọi người biết. Tao không phải để nói như thế. Tao còn để thằng anh mày nó chơi với tao được chưa? Thằng anh mày nó tốt nó chơi với tao thì tao mới tha cho mày. Thằng anh mày mà nó không xin đi thì bố mày cho mày lên quan rồi. Được chưa? Mày không phải là ở đây mà to mồm đâu. Mày cứ giả mồm đi. Mày nói chuyện với bố Thư nhá. Chứ không phải là mày về mày đem mặt chưa? Anh về mày để dở giọng này. Em lại xem lại em đi. Em có bầu với anh còn gì nữa? Việc gì đâu phải về mà giải thích cho bố nó hiểu. Thế mày mà lo đút lót công an thì nó đi công an đi nhá. Đúng rồi đấy. Này anh cũng không cứu được em đâu. Còn này mày không nói chuyện được với em mày thì để tao ấy dạy dỗ nó chưa? Cho nhà nước người ta dạy dỗ nó. Pháp luật người ta dạy dỗ. Còn lần này ấy, em cho nó đi hẳn nhà nước để dạy dỗ nó luôn. Đấy mày nói chuyện với em mày ấy còn không dạy được cái tao nói chuyện. Đúng rồi đấy. Hai anh em mày chưa? Tự đi mà giải quyết mèo này. Này con gái con đứa lớn rồi. Bỏ cái nghề đấy đi, bỏ cái kiểu đấy đi. Phá vừa hạnh phúc nhà người ta không ai ho gì đâu. Thế mà ai ho á mà mày đứng mày cứ cân mặt đi. Tao bảo tao không vào nhà nó mà giải mày vẫn bướng đúng không? Mày vẫn bướng đúng không? Mày vẫn bướng đúng không? Bướng không? Mày bảo ai? Mày bảo ai? Mày vẫn bướng đúng không? Bướng không? Mày bướng với tao đúng không? Hả? Thế tao bảo mày thế tại sao mày tao dẫn mày về mà để mày xin lỗi? Cũng như là mày nói thật sự với bố tao mà mày nói kiểu khác là mày khác hả? Chứ mày không nói mày phải bắt ép tao. Tại sao mày như thế? Hả? Bố mày điên đấy bố giả vả cho giờ. Mày không phải bênh nó. Mày đều không bênh nó. Mày xem cái này, kể cả nhá. Người trong gia đình ấy, mà kể cả có làm sai ấy, thì cuối cùng ấy, mày phải chịu hậu quả thay anh em mày thôi. Chính mày là thằng nhận hậu quả của ai. Hậu quả ấy, còn mày hậu quả ấy, nó bé tuổi ấy. Cháu con nạn nó vừa vừa phải phải thôi. Tao bây giờ làm sai. Hai anh em mày về nó chơi với nhau nhá. Còn có kia nhá, mày về mày suy nghĩ, anh em đét của mày đi. Bố mày cho mày ba hôm một chí. Con đấy em ấy, đấy em xem mẹ em bản thân em đi. Để hôm kia nó nói như vào mặt em như thế ấy. Quý nhục à? Hả?
em vỡ phá vỡ hạnh phúc của nó được 4 năm đấy. Mày banh nó đúng không? Mày banh nó thì mày về mày đi. Rồi anh banh nó đây, có em không nghe được anh đúng không? Không nói chuyện gì nữa đấy, đấy banh nó mày đi cùng nó về. Mày lên nói chuyện giải thích với em. Mẹ chết cha đi, nó cứ bông vương vương. Anh em đéo gì mà đi đi anh em đéo gì không? Đúng rồi, anh em đéo gì không? Hả? Làm gì anh? Làm gì kệ tao, mày không nghe anh ấy. Mày sẽ không chịu hậu quả thôi. Tao chịu, mày không phải chịu đâu, mày phải nói. Này, mày đừng có nói anh mày, có một mặt mày như thế. Hả? Mày ra, tao nói chuyện với nó. Cảm ơn. Mày biết về. Bố hơi bị ngứa mắt này lâu đấy. Là thằng anh mày chịu hành hậu quả, bố mẹ mày chịu hậu quả mày này. Còn đấy, để cho mày, bộ mặt của mày, mày còn trẻ, còn nhỏ nhá. Anh phải xa xin lỗi này, chứ mày không phải là cái con mà phải xin lỗi đâu. Tao chẳng quan tâm, giờ mày bênh nữa, mày cứ về ở nó đi, tao cần mày xin lỗi cho tao. Này. Còn tao chẳng quan tâm, mày xin lỗi nó. Tao đã ghét con Thư rồi, tao phải phá cho cùng luôn. Không xin lỗi, mày phải xin lỗi rồi. Mày à mày nữa, mày tưởng mày làm cái đấy là xong á. Này, còn ấy, mày không ấy, giờ anh sẽ lôi mày đi về để nói chuyện bố mẹ con Thư cho xong luôn. Để cho nó đàng hoàng luôn. Không bao giờ luôn nhá, đừng có chuyện, đừng có kiểu đấy. Còn mày giờ bây giờ đi về. Đúng rồi, lôi đi. Đi lên. Không đi đâu hết đây. Mày phải đi. Mời mày phải đi với anh. Cho giải thích cho bố con Thư nó biết là mày không như thế.